Vì để lấp đầy dạ dày, người đàn ông này lại giết một con rắn để ăn, nhưng vẫn thấy không đủ nên đã lấy thêm cái trứng rắn. Đập cái trứng mà con rắn trong đó chưa lớn, do dự một hồi rồi ăn nó, đâu biết những con ký sinh trùng đã xâm nhập vào. Đến ngày thứ hai thì anh ta phát hiện trên đầu mình nổi một cục gì đó. Anh ta lấy tay ấn thì thấy có côn trùng đang động đậy. Không còn cách nào khác nên anh ấy lấy ra một cái kẹp, chích vào cái khối u đó, cẩn thận rạch một cái lỗ trên đó, chuẩn bị kẹp con trùng đó ra, nhưng không ngờ nó lại chui vào trong, đau đến mức đầu anh ta bị tê. Sau khi bình tĩnh lại thì người đàn ông đó trực tiếp dùng tay đút vào. Chốc lát anh ta rút ra được một con trùng, nén cơn đau để lấy nó bỏ vào cái tô, bóp hết máu ra để phòng trường hợp bị nhiễm trùng. Nhưng vào lúc này anh ta cảm thấy có rất nhiều ký sinh trùng đang hoạt động trong người mình. Sau khi cởi áo ra, anh ta thấy đàn kiến lửa trên cây. Nghĩ ra một kế, liền lắc mạnh cái cây đầy kiến lửa đó. Rất nhiều kiến lửa rớt lên người anh ta, muốn cho tụi nó cắn mình để thải ra chất độc của chúng. Như vậy có thể giết chết những con ký sinh trùng trong người anh ta. Nhưng như vậy càng khiến cơn đau trở nên dữ dội hơn. Não bắt đầu sinh ra những ảo giác, chạy một cách mất khống chế, nhưng không cẩn thận rớt vào vũng lầy, càng dãy giụa càng lún sâu, anh ta không có sức lực để chui ra. Tiểu biên muốn nhắc nhở các bạn là đừng ăn những thực vật sống ở đây. Tế người phụ nữ sẽ mở ra cánh cửa địa ngục, nhưng người không tin vào ma quỷ như cô ta lại chạm vào. Giây sau cô ấy liền dính lời nguyền, toàn thân hóa thành tro bụi đen xì, sau cùng để lại đống tro cốt cháy rụi. Tên đầu trọc này cũng thử mở cánh cửa đó, thông hành qua đường đến địa ngục, ở đó phong ấn 7 con quỷ, lần lượt là 7 tội ác trên trần gian, ở chính giữa là một cái phong ấn, chỉ cần lấy được nó sẽ có được sức mạnh của quỷ. Tên đầu trọc không do dự mà lấy nó ra, trong phút chốc tất cả đều rung chuyển. Đá rớt xuống làm giải phóng các linh hồn của quỷ dữ. Lúc này, phù thủy cai quản nơi này muốn dừng chúng lại, lại bị chúng tấn công. Nhân cơ hội này, các linh hồn khác biến thành làn khói đen cùng chui vào quả cầu bị phong ấn. Quả cầu và ác ma sau khi hợp nhất, liền nhập vào đầu của tên trọc. Lúc này quỷ dữ và tên đó hợp lại làm một. Phù thủy lúc đó tung đòn tấn công, nhưng tên trọc lúc này đã bị chiếm mất cơ thể và có được sức mạnh kinh khủng khiếp. Một phát là đã làm cho phù thủy nằm sõng soài trên đất. Sau khi đến thế giới loài người, điều đầu tiên hắn làm là đoạt quyền. Lúc này hắn đến chỗ của ban quản trị và thả các linh hồn ác ma ra. Các thành viên trong hội đồng đều bị vây kín. Những con quỷ đại diện cho 7 tội ác cũng lộ ra hình dạng thật. Những con quỷ bị phong ấn ngàn năm này cuối cùng cũng có thể thoát ra để tàn phá. Người đầu tiên là gã đeo kính ngạo mạn này bị con quái vật cầm lên cạp cho một cái rồi quăng ra ngoài cửa sổ. Bà cô đầy lòng đố kỵ này cũng khó mà thoát được. Họ nhanh chóng bị những con quái vật khác nhau giết chết. Cuối cùng chỉ còn lại ông chủ tịch đại diện cho sắc dục. Lúc này gã khổng lồ tương ứng với tội ác của hắn cũng đã đến. Còn những quái vật khác sau khi hóa thành làn khói đen thì nhập vào tên đầu chọc lại, để lại ông chủ tịch trực tiếp bị nuốt chửng. Cậu bé bị bệnh máu đỏ nhưng phù thủy lại xem như thánh đồng, chuẩn bị nuốt vào bụng để làm nghi thức rửa tội đau dạ dày. Phù thủy há to miệng ra, nhét cậu bé vào miệng, cậu bé cứ như vậy bị nuốt vào trong, dần trôi theo thực đạo vào dạ dày của tên đó. Rửa bụng xong thì bị thải ra bằng mông. Khi qua thử nghiệm thì cậu ta biến thành đồng thể lưỡng tính, bị phù thủy nhận định là người kế thừa tiếp theo. Cậu bé bắt đầu chọn đồ ăn để làm vật tế. Hai người đàn ông này trở thành mục tiêu. Lúc này phù thủy nhìn qua, hai người nhanh chóng bỏ chạy. Tên đầu chọc tuột lại phía sau bị phù thủy túm lấy. Lúc nguy cấp thì may chạy đến. Đầu chọc giữ khư khư cái hàng rào, nhưng sức mạnh của anh ta làm sao thắng nổi phù thủy nên đã bị kéo lại. Thấy thức ăn ngay trước mắt, phù thủy nhét thẳng vào miệng. Vị ngon khó cưỡng, nhưng một món thôi thì sao đủ no. Nó lại bắt lấy tên đầy râu để chuẩn bị ăn, nhưng không ngờ anh ta lại lấy chân chặn họng tên này lại, làm cho phù thủy hết cách, chỉ có thể đổi góc khác. Vào lúc này may nghĩ ra một kế, trực tiếp nhảy lên đầu của phù thủy. Gã đầy râu cũng theo đó mà rớt xuống. May định giật nón rơm dạ trên đầu tên phù thủy, dưới cái nón đó chính là điểm yếu của hắn. Sau một hồi giằng co dữ dội, cái nón đó đã rơi xuống, phù thủy ngã khuỵ xuống đất. Lúc này dịch dạ dày tuôn ra cuốn theo tên đầu chọc. Con quái thú này khi không còn cái nón cỏ đó thì chẳng nhận ra ai, bước từng bước chân khổng lồ xuống dẫm bẹp những tên phù thủy khác. Có một tên không kịp phản ứng liền bị đạp thành cái bánh thịt, xác của nó hợp lại với bàn chân của tên này. Lúc phù thủy không giữ được thăng bằng, mất hết lý trí liền đi ra khỏi hang động. Lúc này cậu nhóc phun ra thứ độc bị dính lời nguyền. Mọi người đều bỏ chạy khỏi hang, nhưng cậu bé được cứu về lại đi vào con đường máu lạnh.